Vipada or ignorance and craving, they arise metta and mind because of clinging and becoming. Do duyên của xoay quanh trục của vô minh và tham ái, thân và tâm sanh khởi do thủ và hữu. Just like the seed from tree and the tree from the seed, the same cause continuum goes on ad infinitum. Tựa như hạt giống sanh ra từ cây, rồi cây lại sanh ra từ hạt giống như thế nào, tương tục nhân quả này cũng diễn biến bất tận không ngừng theo cách như vậy. Because of becoming, there arise mind and matter. Because of mind and matter, there arise becoming. The true path of this process must be understood and appreciated with the wisdom that this is not the way of Creator, God and Greater Brahma. Do duyên hành nên thân và tâm sanh khởi. Do thân và tâm mà có hữu, sự thật thực sự của quá trình này phải được hiểu và thấy rõ bằng trí tuệ, rằng đây không phải công việc của Thượng Đế sáng tạo hay Đại Phạm Thiên nào cả. Ok, shall we go on the next stanza? Truth in the root, the same number in the ultimate truth. Poles are the continent. Three poles, 12 poles in the pecta, 3 poles in the linkings, the same number in the rounding and in the periods, 20 poles in the group. Hai gốc rễ cũng có hai đế sự thật, 4 tương tục giai đoạn, 12 nhân duyên, 3 mối nối cùng 3 luân với 3 thời và 20 yếu tố trong các nhóm. Hai nhân và đế cũng hai, giai đoạn có 4, 12 chi phần, 3 thời, 3 núi, 3 luân, 20 yếu tố gian truân khổ sầu. Sa tu, sa tu, sa tu. Okay, now shall we go to the Dhamma talk? May you listen the Dhamma talk. By listening the Dhamma, may you know. By knowing the Dhamma, may you practice. By practicing the Dhamma, may you attain Megaphala and Nibbana in this very life. Với phước báu mà chúng ta nghe Pháp ngày hôm nay, sẽ là duyên để chúng ta hiểu về Pháp của Đức Phật. Với phước báu mà chúng ta hiểu về giáo Pháp của Đức Phật, sẽ là duyên trợ cho việc chúng ta thực hành Pháp. Và với phước báu của việc thực hành Pháp, sẽ là duyên trợ cho chúng ta chứng đắc đạo và quả Niết Bàn. Đó là lời nguyện của Ngài cho tất cả quý vị học Pháp ngày hôm nay. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Okay, now shall we go on Badeja Samuppada? Badeja Samuppada. There are 12 factors among there are 8 factors. Among the 8 factors, now we finish it 3 factors. 2 rules, we finish. Truth also finish. 4 continent also finish. Now we finish 3 factor. We only remain in 5 factor. Như vậy thì khi chúng ta học về Pháp duyên sanh Paticca Samuppada 12 nhân duyên thì có tất cả là 8 góc nhìn, và chúng ta đã học được 3 trên 8 góc nhìn. 3 trên 8 góc nhìn là thứ nhất là về hai gốc rễ, thứ hai là hai sự thật hay là hai đế, thứ ba là 4 tương tục hay là 4 giai đoạn. Thì chúng ta đã học xong 3 góc nhìn này rồi, chúng ta còn 5 góc nhìn nữa. Now shall we start to the 12 factor, 12 factor. And then you already know, yes, 12 factor. They are Abeja,
Sinkara Benyana Namarupa Salayadana Pasa Vedana Tanna Upadana Kamababa Jadi and Jramrana altogether 12 factors. Và như vậy thì tối nay thì chúng ta sẽ học về 12 về nhân duyên. Mà nhân duyên này thì chắc hẳn quý vị cũng đều nắm rõ và đã nghe rất nhiều lần. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe lại. Đó là thứ nhất là vô minh, thứ hai là hành, thứ ba là thức, thứ tư là danh sắc, thứ năm là lục nhập, thứ sáu là xúc, thứ bảy là thọ, thứ tám là ái, thứ chín là thủ, thứ mười là nghiệp hữu, thứ 11 là già, và 12 là già chết. Thứ 11 là sanh và thứ 12 là già chết. Okay. With these 12 factors, we are rounding in the samsara again and again because of losing inside wisdom. Và với 12 yếu tố này thì cũng là cái nhiên liệu để cái bánh xe luân hồi nó xoay vần với sự thiếu trí của tuệ minh sát. You see the past group. In the past group there are two factors, abeja and sankhara. Abeja, not knowing the full noble truth, not knowing the full noble truth. Because of not knowing the full noble truth, there arise sankhara. We do sankhara, bonyabi sankhara, abonyabi sankhara, aninjabi sankhara, without knowing the full noble truth. Because of that sankhara, in the second group, there arise pi aggregate. Actually, there is a dukkha sajja, suffering in the present moment. Okay, if we do not contemplate upon these five aggregate, we will proceed to go the three factor, number three factor. In the number three factor, there are Tanna, Upadana, and Kamababa. They are the cause of suffering. The cause of suffering. If we cannot contemplate upon our five aggregates, these three causes may arise every time. Every time. Because of these three causes, there arise here jadi becoming in the four factor. Because of jadi, there arise jara and marana. In this way, we are rounding in the samsara again and again, because of losing inside wisdom upon our aggregates. Và như vậy á, thì 12 yếu tố này vận hành như thế nào? Thì như chúng ta biết là có tất cả 12 yếu tố, thì các góc nhìn này đều là cái nguyên liệu để làm cho cái bánh xe này nó xoay vần, nó chuyển động. Thì như vậy là mình sẽ có vô minh là yếu tố đầu tiên. Vô minh hôm qua ngài cũng đã giải thích cho chúng ta, đó là theo góc nhìn của kinh tạng thì mình biết là vô minh là sự không hiểu về tứ thánh đế. Thì do vô minh mà làm duyên nên hành. Hành ở đây thì chúng ta cũng có biết là ba loại hành, hôm qua ngài cũng đề cập đến ba loại hành rồi, là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Và do không hiểu biết về tứ thánh đế nên chúng ta tạo nghiệp bằng các hành này. Hành ở đây chính là hành động đấy, do hành động này mà tạo nghiệp. Tương ứng với cả phúc hành là tạo nghiệp thiện, phi phúc hành là nghiệp bất thiện, bất động hành thì cũng là nghiệp thiện do chứng thiền vô sắc. Thì do duyên của hành thì sẽ là do hành sẽ làm duyên nên là ngũ uẩn. Thì
thì ngũ uẩn như chúng ta biết là chính là khổ đế. Có uẩn là có khổ, đúng không? Khẩu quyết của chúng ta đó là có quả là khổ. Thì ở đây quả là năm uẩn, có uẩn là khổ. Thì như vậy chúng do có uẩn này mà một người, nếu như chúng ta là phàm nhân mà chúng ta không có học về chúng ta không có cái học cái pháp để thoát khổ. Ở đây pháp thoát khổ chính là pháp quán, thiền quán. Và chúng ta không có thiền quán để phát triển trí tuệ của chúng ta ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ là duyên. Nên phần số 3 gồm có 3 pháp là ái, thủ và hữu. Thì chúng ta đều biết ái, thủ và hữu này chính là nhân của thời hiện tại. Thì theo khẩu quyết của chúng ta là nhân là tập, tức nghĩa là đây là ái, thủ, hữu sẽ là tập đế. Và do mình ở đây thì có một cái điểm mà chúng ta cần nhớ là nếu mà một hành giả mà không có thực hành thiền quán trên năm uẩn, tức nghĩa là ở phần số 2 đấy, mình không dựa trên năm uẩn mà mình quán, thì ái, thủ và hữu mọi thời điểm nó sẽ đều sinh khởi. Đó, tức là lúc nào chúng ta cũng sẽ rất là dễ dàng sinh ra những cái phiền não do ái, thủ, hữu, mà nó sinh ra do chúng ta không có đủ trí tuệ, do cái việc mà không có trí tuệ, do cái việc mà chúng ta không thực hành quán. Và do bởi vậy á, thì do sinh ra ái, thủ, hữu thì đây chính là nhân ở thời hiện tại, nó sẽ tạo quả ở tương lai là quả xanh. Và do bởi cái quả xanh đấy thì sẽ có già chết. Và đây là cái tiến trình duyên sinh theo chiều thuận khiến cho bánh xe luân hồi nó cứ lặp đi lặp lại như vậy và không có dừng lại. These 12 pecta similar to the vipassana jnana is similar to the medicine. So if you want to release from that disease, we need to cure, that disease with inside wisdom. Otherwise, we cannot release or we cannot recover, we cannot release from the disease. The disease can help to go to the four woeful state, four abhaya. So if you don't want to go to the four woeful state, we need to cure that disease by insight wisdom. Ví như là 12 cái yếu tố này với một hành giả mà không có biết về pháp giải thoát, thì 12 yếu tố này chính là một loại bệnh. Và cái phương thuốc ở đây là gì? Phương thuốc ở đây chính là Vipassana Jnana, là trí của tuệ minh sát. Và để chữa cái căn bệnh gây ra bởi 12 yếu tố này, ở đây là bệnh khổ, đúng không? Bệnh khổ tâm, khổ thân. Và như vậy thì để chữa cái bệnh này thì chúng ta phải thực hành thiền quán để có thể tăng trưởng cái trí tuệ của mình. Và nếu không thì chúng ta sẽ không chữa được. Đấy. Okay, now shall we go on the next factor? The next factor is three links. Okay, what are they? They are the past link. The past link is between Sankhara and Vijnana. The second link is between Vedana and Dana. The third link is between Kamababa and Shadi. Altogether, there are three kinds of link. Như vậy là cái phần về 12 nhân duyên, góc nhìn theo 12 yếu tố duyên sinh thì cũng dễ hiểu, bởi vì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về 12 yếu tố này.
Nên là chúng ta sẽ kết thúc cái phần góc nhìn về 12 yếu tố đấy ở đây. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang góc nhìn mới. Một góc nhìn tiếp theo là ba mối nối. Thì như quý vị đã vẽ biểu đồ thì chúng ta đã biết là vị trí của ba mối nối này ở đâu. Vị trí thứ nhất là nó nằm ở giữa phần 1 và phần 2, nối giữa hành và thức. Vị trí số 2 nó nằm ở phần giữa phần 2 và phần 3, nối giữa yếu tố thọ và ái. Vị trí thứ 3, mối nối thứ 3 là giữa phần 3 và 4, nối giữa nghiệp hữu và sanh. Among these three lengths, now let us see the path length. The path length is between Sankhara and Vijnana. Sankhara and Vijnana, it is the path length. We should know or we should understand the path length, because if we don't understand the path length, we cannot remove any wrong view. If you cannot remove this wrong view can help you to go to the four woeful state. So it is very important to know the path link or to understand the path link. Như vậy thì trong ba mối nối thì chúng ta sẽ học về cái mối nối đầu tiên. Mối nối đầu tiên nối giữa phần 1 và phần 2, giữa hành và thức. Thì như vậy thì chúng ta cần phải biết cái mối nối này. Tại sao chúng ta cần phải biết? Bởi vì nếu như ta không biết về mối nối này thì ta không thể gỡ bỏ được tà kiến. Mà tà kiến là một trong những nhân để có thể khiến ta rơi vào các cõi đọa xứ. Ok, the past limb, how are they linking each other? How are they linking each other? We should know. Okay, you see, Sankhara. There are three kinds of Sankhara. The first one, Bonyabi Sankhara. The second one, Abonyabi Sankhara. The third one, Anenjabi Sankhara. Altogether, three kinds of Sankhara. Bonyabi Sankhara means wholesome. Abonyabi Sankhara means unwholesome. Anenjabi Sankhara also wholesome. Okay, if we do Bonyabi Sankhara, first of all, we can get human life, or we can reborn in a human life. Also, we can reborn in a deva life or deity world. Also, we can reborn in a Brahma world. Brahma here, Rupa Brahma. Rupa Brahma means above all, the Brahma who has both mind and matter. It is called Rupa Brahma by doing Bonyabi Sankhara. Và như vậy thì để mà hiểu về cái kết nối này thì đầu tiên chúng ta cần phải biết về bản chất của các yếu tố. Yếu tố thứ nhất là về hành thì chúng ta cũng đều nắm rõ là hành ở đây thì có ba hành: phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Phúc hành thuộc về giống thiện, phi phúc hành thuộc về giống bất thiện và bất động hành thuộc về giống thiện. Thì chúng ta cũng đều biết là với giống thiện như vậy thì khi mà một đối tượng thực hành phúc hành thì quả của người đó sẽ được sanh về từ cõi người này, cõi thiên này, hay là cõi phạm thiên sắc giới. Ở đây mình phân biệt một chút, để khi mình nói cõi phạm thiên thì nó có hai phạm thiên khác nhau, là phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc. Đấy, thì ở đây với một người thực hành phúc hành thì
thì sẽ được sanh về cõi là phạm thiên vô sắc, à, phạm thiên sắc giới, là có cả thân và tâm. We also can reborn, can get asenyata brahma by doing wholesome deeds. Asenyata brahma. What is asenyata brahma? Both are the brahma who belong to class of mindless beings. It is called asenyata brahma. Class of mindless being. Và ngoài ra thì với một cái người mà thực hiện phúc hành này thì còn có thể tái sanh về cõi là Asanyata Brahma. Cõi này chính là cõi vô tưởng đấy. Thì con có nhắc đến mấy lần ở khóa thiền trước, ở khóa thiền này thì con cũng đã nhắc đến một lần. Đó là cái cõi vô tưởng này. Asanya thì Asanya là tưởng, còn A là không, vô tưởng. Thì cái này là vô tưởng, đây là chúng sinh nhất uẩn, là chỉ có sắc nghiệp thôi, có cái sắc thân. Cái chúng sinh đó thì có cái thân người, thân giống hình người đấy, cũng có đầy đủ các cái bộ phận giác quan, nhưng mà chỉ có thân sắc thôi, do sắc nghiệp nó tạo thành. Thế còn là không có ý thức, không có tưởng. In this way, Bonyabi, Sankhara and Vijnana, they are linking each other. By doing Bonyabi, Sankhara, we can get this state, human state or Deva state or Brahma state, they are linking each other. Between these two, there is no creator or there is no powerful person. They connect each other, cause and effect, only at cause and effect. Thì như vậy á, thì như vậy là với cái việc mà một người thực hành phúc hành hay là các cái hành động thiện thì sẽ là duyên có cái tâm quả, tâm thức sinh lên, thức sinh lên, và thức này là chính là tâm quả. Đấy, tâm quả thì như vậy thì mình sẽ thấy ở đây thì ngài có đặt chiếc cốc trắng, đấy chính là phúc hành, và ba cái chiếc cốc mà đặt sau chiếc cốc trắng, quý vị nhìn ở chỗ ngài ngồi lúc nãy ngài có ví dụ, nhưng mà mình camera mình không kịp nhìn thấy, thì mấy cái bốn cái cốc chồng lên nhau đấy là tương ứng với cõi người này, cõi thiên này, cõi phạm thiên sắc giới này, và chúng sinh vô tưởng. Đấy là bốn cái cốc chồng lên nhau như vậy. Thì ngài còn nói rằng là ở giữa hai cái cốc đấy thì mình sẽ không thấy có một cái vị gọi là vị thiên chủ nào đó hay vị chúa trời nào đó để tạo nên cái thức cả, mà đó chỉ là một cái tiến trình của nhân quả thôi. Okay, the next one, Abonyabi Sankhara. By doing Abonyabi Sankhara, we can reborn in the powerful state. There are four woeful states. They are Nideya, Dirichana, Beda, and Aduragaya. Nideya means hell. Dirichana means animal state. Beda means hungry ghost. Aduragaya means that is also a kind of hungry ghost, a kind of. Ghost. Altogether, there are poor, woeful state. Yes. Và như vậy thì mình có thể nhìn lên trên màn hình thì ngài chuyển đến chiếc cốc màu đỏ. Đấy, có ba trên mặt trên màn hình thì mình ở trước vị trí ngài ngồi thì ở phía trước mình thấy ba chiếc cốc màu trắng, màu đỏ và màu vàng. Thì chiếc cốc màu trắng thì tượng trưng với phúc hành, ngài đã giải thích xong. Bây giờ đến chiếc cốc màu đỏ là tương ứng với cả phi phúc hành. Phi phúc hành chính là những hành động bất thiện. Thì một chúng sanh mà thực hiện những hành động bất thiện như vậy á, thì sẽ có quả là chiếc cốc màu xanh ở phía sau. Quả này chính là bốn vạn xứ. Bốn vạn xứ này là gì? Là Niraya, là địa ngục. Thứ hai là Ticha,
Tichanae Oyoni là bàng xanh. Bàng xanh là giống như con rắn ấy, là những cái chúng sanh, con gà, các cái chúng sanh mà nó cái lưng của nó là ngang với cả phía bầu trời. Đấy, chúng ta là lưng thẳng, là mình tạo góc vuông với cả mặt trời, đúng không? Thế còn những chúng sanh bàng xanh thì nó chính là cái lưng của nó song song với mặt trời, thì gọi là bàng xanh. Cái này con nói thêm ở ngoặc thôi. Còn ngạ quỷ là tiếp theo là cõi ngạ quỷ là Peta Pisaya là ngạ quỷ, và cuối cùng là Atula là Asurakaya. Là như vậy là mình sẽ có địa ngục bàng xanh, ngạ quỷ và Atula là bốn chúng sanh ở cõi đọa xứ. Yes. In this way, Abhinyabhi, Sankhara and Vijnana relinking consciousness, they are connect each others. They are connect each others. If you understand the linking, you can remove wrong view, because in Sankhara there is no any person, there is no powerful person, or there is no creator, only Dhamma, Sankhara Dhamma, the cause. In the Vijnana, in Vijnana also, there is no any person, any creator, or any ego at that. Only the Rasat Dhamma, Rasat Dhamma. So, the cause Dhamma and the Rasat Dhamma, only they are linking each other. If you understand like this, you can remove wrong views. Otherwise, you cannot remove wrong views. Như vậy thì các cái chúng sanh sanh về các cái cõi đọa là địa ngục bàng xanh, ngạ quỷ và Atula này bằng cái gì? Là chính là bằng cái thức tái sanh. Đấy, thức tái sanh sẽ dẫn các cái chúng sinh này về đọa xứ do thực hiện các phi phúc hành hay là các hành động bất thiện. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái mối quan hệ nhân quả là do thực hiện hành động bất thiện như vậy thì sẽ kết nối với cái thức tái sanh, thực ra nó là cái tâm quả ở kiếp sống tiếp theo. Thì nếu như mình hiểu cái mối liên kết này thì mình có thể gỡ bỏ được tà kiến. Và như vậy thì mình sẽ thấy là ở cái đời sống tiếp theo, nếu một chúng sinh sanh vào cõi nào thì do cái thức tái sanh đó. Và ở đây thì mình sẽ thấy là ở cái thức đó thì nó không có một ai đó tạo tác ra cái thức đó cả, mà nó chỉ cái thức đó chỉ là cái mình gọi là cái tâm quả mà. Tâm quả cho nên là nó gọi là quả của pháp. Đấy. Thế như vậy là ở đây chỉ có cái tiến trình là nhân của pháp là hành và quả của pháp. Đấy, là thức. Như vậy là đây là cái mối nối giữa hành và thức. Okay, now shall we go to the next one? The next one is Anijabi Sankhara. There's also a kind of husanti, especially samatha meditation. By doing samatha meditation jhana, you can reborn as a Brahma, Arupa Brahma. Arupa Brahma means above all the Brahma who belong to a class of powerless being. There is no rupa. Arupa, powerless being. By doing Anijabhi Sankhara, you can get Arupa Brahma. Và như vậy á, thì tiếp theo là một chúng sinh thực hiện bất động hành. Thì bất động hành này thì cũng thuộc về giống thiện. Thì ở đây chúng sinh này thực hành thiền chỉ Samatha. Ở đây thì ngài không có nói, nhưng con mời ngoặc thêm là sau khi mà một chúng sinh thực hành thiền sắc giới đến ngũ thiền, thì sau đó sẽ tiến hành thực hành thiền vô sắc nếu chúng sinh đó tiếp tục tu tập. Thì thiền vô sắc này nó cũng có 4 tầng. Thì như vậy là bằng cái quả của việc là thực hành thiền vô sắc mà chúng sinh này sẽ sanh về các cõi sắc giới.
thì có bốn cõi. Cái này con cũng mở ngoặc là hư không, vô biên, tức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng xứ. Thì có bốn xứ như vậy thì nó được gọi là cõi sắc giới. Thì cõi sắc giới này nó là cái cõi mà chúng sinh chỉ có danh mà không có sắc. Aminjabi Sankhara and Relinking Consciousness, they connect each other. In the Aminjabi Sankhara, there is no creator, there is no powerful person, only Dhamma. Aminjabi Sankhara is only Dhamma, the God Dhamma, the God Dhamma. Also, in the religion consciousness, Vijnana, there is no any other person, God and creator, powerful person, you and me or she. Only the Reset Dhamma, Reset Dhamma. Because of the cause Dhamma, there arise the Reset Dhamma. Between these two, there is no I, he, she, they, or creator, or powerful person, only Dhamma. If you know like this, if you understand like this, you can remove around you and you can remove doubt, sapadike doubt, vichikecha. If you can remove around you and doubts by fully understanding your knowledge, nyata prinya, you can get inside wisdom. By contemplating inside wisdom, you can free from all kinds of suffering. It is called Nibbana. Và như vậy thì ở đây một chúng sinh thực hành bất động hành hay thực gọi là thực hành thiền vô sắc thì như con đã giải thích ở phía trên, thì do cái nhân duyên mà thực hành thiền vô sắc như vậy thì đó là một loại hành, và do cái hành này thì sẽ làm duyên lên thức tái sanh ở kiếp sống tiếp theo, và thức tái sanh này sẽ đưa cái chúng sinh đó về cái cõi là cõi vô sắc. Và như vậy thì mình sẽ thấy là ở trong cái việc mà thực hiện bất động hành hay là thực hành thiền vô sắc như vậy thì không có chúng sinh nào cả, đó chỉ là một cái nhân của pháp thôi. Do cái nhân của pháp này thì nó sẽ làm duyên sanh lên cái thức quả là quả vô sắc, tâm quả vô sắc ở kiếp sống tiếp theo. Thì hai cái yếu tố nhân của pháp và quả của pháp này nó sẽ kết nối với nhau. Nó thì không có, mình sẽ thấy rằng là ở đây là tiến trình của pháp vận hành giữa nhân và quả, không có người nào cả, không có một ông, một bà, một cô, một chú, một anh, một chị hay một vị nào đang tu tập cả, mà nó chỉ thực ra là chỉ là tiến trình của pháp vận hành giữa danh và sắc, của pháp vận hành giữa các yếu tố là hành và thức. Và như vậy thì bằng cái kết quả mà mình thực hành và tu tiến thì mình có thể gỡ bỏ được hoài nghi và tà kiến bằng cái trí mà ở đây ở buổi đầu tiên ấy, ngài có nhắc đến là mà con có dịch là Nyata Parina, là cái tên gọi theo thuật ngữ Phật pháp là trí biến chi, nhưng mà mình cứ hiểu tạm thời là trí này là do có được là do nghe pháp. Thì hôm đấy con cũng dịch là cái từ Nyana Parina Parinya này, có nghĩa là mình do nghe pháp mà mình có được cái trí tuệ này. Đấy, giống như quý vị đang nghe thì quý vị hiểu pháp rồi, hiểu cái tiến trình vận hành này thì nó gọi là Nyata Parina. Đấy, do cái trí này thì mình có thể gỡ bỏ được hoài nghi, đúng không? Trước đây mình không biết, mình có thể nghi ngờ, mình có thể hoài nghi, nó gọi là Vichikicca, và mình gỡ bỏ được tà kiến. Đấy, thì dần dần mình sẽ tu tập thiền và có được trí tuệ thực chứng, và mình sẽ hoàn toàn gỡ bỏ tà kiến nơi thân. Okay, there are three kinds of sankhara, bonyabi sankhara. By doing bonyabi sankhara, you are relinking consciousness begin in the human world,
in the Diva or in the Asenyada Brahma or and Rupa Brahma or by doing Ponyabi Sankhara, you are relinking consciousness can begin this world. Okay, by doing Aponyabi Sankhara, you are relinking consciousness can begin in the poor woeful state, Abaya, Abaya. Okay, by doing Anijabi Sankhara, you are relinking consciousness can begin in the Arupa Brahmavo, Arupa Brahmavo. They are, in this way, they are linking each other. Between they are linking, there is no soul, ego, and no person, only Dhamma, God's Dhamma and Epic Dhamma. In the cause dhamma, also there is no any other person. In the effect dhamma, also there is no any other person. Only dhamma. You should know like this, or you should understand like this. If you know or if you understand like this, you can remove wrong view and visikesa. Visikesa. There is a. The important or the first link, the main important or the first link. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là có tổng kết lại, chúng ta sẽ có ba loại hành kết nối với cả thức tái sinh, sẽ làm duyên trợ nên cái thức tái sinh ở kiếp sống sau. Thức tái sinh này chính là thức quả, là tâm quả. Thì như vậy là mình sẽ không thấy có một cái linh hồn, một cái ngã hay là một con người nào trong cái tiến trình này cả. Chỉ có tiến trình của nhân của Pháp và quả của Pháp. Trong nhân của Pháp thì cũng không có linh hồn, không có ngã, không có người. Trong quả của Pháp thì cũng không có linh hồn, không có ngã và không có người. Chỉ có tiến trình của nhân và quả mà thôi. Thì với cái sự hiểu biết trên phương diện như vậy thì chúng ta sẽ có thể loại bỏ được tà kiến và hoài nghi. Okay, now shall we go to the next link? The next link is between Vedana and Sanna. That is the second link. Second link. Okay, that link is also very important because between this link, Vedana and Sanna, we need inside meditation. When you lose in, you are inside meditation, you are depend on your aggregate, especially depend on your feeling, craving will arise. When the craving arise, upadana, grasping or clinging also will arise. When grasping upadana arise, at the time, kama bhava becoming will arise. Because of these three causes, they are arise jati as a result. Because of jati, they are arise jara and marana. In this way, we can around in the samsara without stopping. So, if you don't want to round or revolve in the samsara, here vipassana jnana inside meditation is very important. Do exist between Vedana and Dana. If you are Vipassana Jnana lose, Vedana will go to Dana. Vedana Vajaya Dana. Because of Vedana, there will arise Dana. Dana. So
Here, the second is also very important to go out samsara or to free from all kinds of suffering. If you don't want to go around in the samsara or free from all kinds of suffering, we need to contemplate inside meditation carefully, very carefully. We need to practice inside meditation because our lifespan is very short, very short. Before we die, we need to get inside wisdom. Otherwise, it is otherwise we cannot free from suffering. Okay. Yes. Yes. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái mô nối số 2. Mô nối số 2 thì chúng ta cũng quen thuộc, bởi vì quý vị nào đã vẽ cái biểu đồ này rồi thì chúng ta nhớ cái vị trí số 2, thì chúng ta nhìn vào cái vị trí số 2 là cái mô nối giữa thọ và ái. Và thọ và ái thì như chúng ta cũng đã biết là thọ nó thuộc về năm uẩn, đúng không? Năm uẩn. Cho nên là một hành giả mà không có cái sự tu tập ấy, thì khi mà chúng ta có năm uẩn là tất nhiên là chúng ta sẽ có cảm thọ. Ở đây có thể hiểu một cách đơn giản đó là cảm xúc hay là cảm giác. Cảm xúc là cảm xúc ở nơi tâm của mình, và cảm giác là những cái cảm giác ở nơi thân của mình. Thì như vậy đấy là cái thọ. Mình có cái thân này, mình có thân và có tâm thì nó sẽ có cảm xúc và cảm giác. Và khi có cảm xúc và cảm giác mà chúng không có chịu, không có sự tu tập ở trên cái cảm thọ đó, thì cái mối nối này nó sẽ được nối một cách tự động, là mình nhìn thấy một cái vật khả ái, mình nhìn thấy một cái vật mà mình ưa thích, mình thấy dễ chịu với nó, là ngay lập tức mình sanh ra ái. Hoặc ngược lại, mình thấy không dễ chịu, mình thấy khó chịu với nó, thì mình cũng sẽ sanh ra cái sự sân với nó. Thì như vậy là giữa thọ và ái này, nó là một cái tiến trình tự động nếu như một hành giả không có tu tập. Và ái này thì khi mà đã có ái rồi thì sẽ có thủ là điều chắc chắn, vì đây là tiến trình tự động rồi. Và thủ thì nó sẽ làm duyên lên nghiệp hữu. Và như vậy thì ái, thủ và nghiệp hữu này thì mình đều biết đó là ba cái nhân chính để sanh, nó sanh khởi, sanh yếu tố sanh chính là quả. Và khi có sanh rồi thì sẽ có già chết. Và như vậy á, thì đây là một cái tiến trình mà nó tự động, mà nó xoay chuyển và không có sự dừng lại. Đấy, cho nên là nếu mà hành giả nào mà không muốn chạy đua trong cuộc đua luân hồi nữa, mình muốn thôi dừng cuộc chơi, đúng không ạ? Mình dừng cái cuộc chơi này, không chạy đua luân hồi nữa, thì mình cần phải tu tập thiền vipassana. Để làm gì? Để gỡ bỏ cái mối liên kết tự động này, đúng không ạ? Thì như vậy là mình sẽ thấy là ở đây là có cái mối liên kết tự động số 2 này là mối liên kết là quan trọng nhất trong ba mối liên kết. Vì đây là cái mối mà trọng yếu để chúng ta có thể tu tập được. Vì mối nối số 1 nó ở quá khứ rồi, mối nối số 2 nó ở hiện tại, cho nên là mình chỉ có thể tu tập ở cái thời điểm hiện tại này thôi. Đấy. Thời điểm hiện tại này thì Ngài có nói rồi là cuộc đời thì nó rất là ngắn, cho nên là thôi cố gắng dành thời gian chú tâm mà tu tập. Còn nếu mà quý vị nào mà vẫn thích chạy đua trong luân hồi thì cứ tiếp tục thôi, đúng không? Còn lại mình thấy muốn thoát khổ, mình muốn là có một con đường để có hạnh phúc thật sự, thì mình sẽ sử dụng cái thời gian quý báu của mình ở trong cái kiếp sống ngắn ngủi này để mình tu tập, phát triển cái tuệ minh sát của mình ngày càng vững mạnh hơn, để có thể gỡ bỏ cái mối nối này. Và tu tập thì cũng phải tu tập thật là tinh cần tỉnh giác, thật là cẩn thận. Now shall we go to the third link? The third link. The third link is between Kama Baba and Chadi. Kama Baba and Chadi. It is the third link. Và mối nối thứ ba của chúng ta sẽ là mối nối giữa nghiệp hữu và sanh. Okay, here Kama Baba. There are three kinds of karma. Three kinds of karma: kaya karma, bodily action; vaji karma, mental vaji karma, bodily action;
Manokama, mental action. There are three karma. These three karma related to volition. Volition. When you do these three karma with the volition, can get result as jadi in the future life. In the future life. But in this way, they are linking each other, karma baba and jadi. Và như vậy thì mình mối nối thứ ba là mối nối giữa nghiệp hữu và sanh, thì mình sẽ tìm hiểu về nghiệp hữu. Như vậy là nói về nghiệp thì chúng ta đều biết là có ba loại nghiệp, là nghiệp về thân, nghiệp về khẩu và nghiệp về ý. Thì như vậy là nghiệp này thì nó cũng tương đương với hành. Tại vì sao lại nói như vậy? Bởi vì hành này chính là ý định để thực hiện hành động. Cho nên là không có ý định thì sẽ không có hành động. Cho nên là nghiệp với hành này thì nó cũng giống như nhau. Và hai cái điều này do cái nghiệp hữu này mà nó sẽ là duyên để sanh lên ở thời tương lai. Okay, among these three link, the first link has already gone. The third link is not coming yet. Second link now becoming. So the most important link is the second link. Second link. To break or to stop going round in samsara, we had to mindful, and our inside wisdom had to exist between vedana and dana. Otherwise, we cannot break or we cannot stop this second link. Secondly, is very important. So when you contemplate vipassana inside bhavana, you should contemplate at the present moment. Don't let your mind go back to the past. Also, don't let your mind go to the future. You should be mindful, and your mind should be at the present moment. At the present moment, this link is present. This link arises in the present moment. In the present moment, if you cannot contemplate at the present moment, vedana and dana disconnect each other every time, morning time also. Can rise, afternoon also can rise, nighttime also can rise. So that link is very important. So not to connect that link or to break or that link, we had to contemplate inside meditation very carefully. In this way, we can go out of samsara. We can be free from all kinds of suffering. Và như vậy thì chúng ta sẽ đã biết đến ba cái mối nối này rồi. Mối nối thứ nhất thì là ở thời quá khứ giữa vô minh và hành. Mối nối thứ ba là ở thời tương lai giữa nghiệp hữu, tức nghĩa là cái nghiệp mà chúng ta đã thực hành ở thời điểm hiện tại này thì ở tương lai nó mới sanh khởi. Cho nên là mối nối thứ ba nó sẽ xảy ra ở thời tương lai. Như vậy là chỉ có mối nối thứ hai là nó ở thời hiện tại mà thôi. Cho nên là cái mối nối thứ hai được coi là mối nối quan trọng nhất, bởi vì nó là ở cái thời điểm hiện tại. Đây là mối nối duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta làm một cái phương tiện để giống như là chọc gậy bánh xe, là để cho cái bánh xe luân hồi này nó dừng lại. Thì như vậy là cái gậy này giống như là cái thang mà thiền sư có hay ví dụ trong lời dẫn thiền của ngài đấy. Thì gậy này cũng giống như là cái thang, thì mình phải đặt ở giữa giữa hai ông là ông thỏ và ông ngải.
đặt vào giữa hai cái ông này để tách hai ông ấy ra, đúng không? Thì cái thang này chính là cái việc mà quý chúng ta tu tiến, chúng ta tăng trưởng cái tuệ minh sát của chúng ta, để chúng ta lấy một cái gậy hay là một cái kéo, đấy là cái phương tiện để chúng ta cắt mối nối giữa thọ và ái, để không cho hai cái ông này ông liên kết với nhau nữa. Thì tại sao chúng ta lại phải thực hành ở thời hiện tại này mà không ở quá khứ hoặc ở tương lai? Thì rõ ràng rồi là chúng ta không thể đi về quá khứ để chúng ta thực hành được. Chúng ta tương lai thì nó còn chưa đến, nên mà chúng ta cũng không thể đến tương lai để chúng ta thực hành được. Đấy, cho nên là Ngài có dặn dò là đừng có đi về quá khứ để tu tập, mà cũng không nên đến tương lai để tu tập. Và thực ra là không đi được. Đấy, cho nên là chỉ có ở thời hiện tại thôi. Mà thời hiện tại này chính là cái phần số 2 của chúng ta, là có thân ngũ uẩn. Đấy. Thế cho nên là chúng ta sẽ tập trung tu tập, quan sát các cái đối tượng thiền của chúng ta với phương pháp thiền quán để tăng trưởng trí tuệ. Thì Ngài có ví dụ như là thọ và ái. Ở đây thì con nói hình ảnh thêm để cho nó dễ hiểu. Là thọ và ái thì nó giống như một cái cặp đôi rất là chung thủy, đúng không? Chung thủy hơn vợ chồng rất là nhiều, đúng không? Cặp đôi chung thủy. Thì chúng ta sáng nay chúng ta cũng thấy là cái cặp đôi thọ ái đi cùng với nhau, đúng không? Có quý vị nào như thế, đúng không? Thế là trưa nay là thọ và ái nó cũng đi cùng với nhau. Và tối nay, bây giờ chúng ta đang nghe pháp thì cũng có thể là ở đâu đó sinh ra thọ và sinh ra ái, nó cũng đi cùng với nhau. Nên là cặp đôi này nó rất là chung thủy. Đấy, cho nên là nó và chung thủy lại còn rất là tự động, chả ai nói gì là chúng nó cũng nó tự động là nó đi cùng với nhau. Đấy, tự động dắt tay nhau đi cùng. Thế cho nên là bây giờ mình phải tách hai cái ông này ra, vì hai ông này đi cùng là hai ông ấy sẽ ném mình đi liên tục là lăn ở trong vòng luân hồi rồi. Cho nên là mình phải tách hai cái ông này ra. Đấy, thì khi mà mình tách hai ông này ra thì mình mới có hạnh phúc được. Thì như vậy là mình tách hai ông này bằng cái việc là mình thực hành thiền minh sát vipassana. Okay, now we finish paipekta, two rules, two truths, four leya or four continuum, 12 fekta, now three lens. We finish five factor. We are remaining three factor. Okay, now time set for listening the matter. Now the remaining time for practice vipassana, for vipassana meditation, inside meditation. So shall we start to practice inside meditation practically? Như vậy là theo câu kệ của Ngài Mô Gốc thì chúng ta có tất cả là 8 cái góc nhìn để học hiểu về Pháp Duyên Sanh, 12 Duyên Sanh. Thì như vậy chúng ta đã hoàn thành được 5 góc nhìn. Là góc nhìn thứ nhất là góc nhìn gốc rễ, góc nhìn thứ hai là góc nhìn về các sự thật hay là các đế, góc nhìn thứ ba là góc nhìn về bốn tương tục hay là bốn giai đoạn, góc nhìn thứ tư là 12 nhân duyên hay 12 chi phần, góc nhìn thứ năm là ba mối nối chúng ta vừa mới học xong. Như vậy là học về pháp duyên sanh hay thập nhị nhân duyên thì mình học thông qua pháp duyên sanh thông qua văn tự, và thứ hai mình sẽ học duyên sanh thông qua các uẩn của chúng ta. Và bây giờ là lúc là chúng ta học về duyên sanh thông qua các uẩn bằng cách là chúng ta sẽ thực hành thiền để học thực tế là các uẩn mình nó sẽ duyên sanh như thế nào. À, xin mời quý vị chuẩn bị để chúng ta thực hành thiền chung với Ngài. Okay, to practice inside meditation, first of all, shall we choose the comfortable position? After choosing the comfortable position, shall we close our eyes slowly? Shall we close our mouth slowly? And then our mind focus on the top, the nose. After focusing our mind on the top, the nose, shall we start to knock or shall we start to breathe? In breathe, out breathe.
normally, not so slowly, not so quickly, normally. Anapana, it is called anapana. The beginning of meditation is anapana. Anapana is the beginning of meditation. Như vậy để thực hành thiền thì quý vị hãy chọn cho mình một vị trí ngồi phù hợp. Buổi đầu tiên Ngài có nói là mình chọn ở chỗ nào nó yên tĩnh. Thứ hai là mình sẽ chọn tư thế ngồi thật thoải mái và thư giãn. Thứ ba là mình sẽ nhắm mắt và khép môi lại. Thứ tư là mình sẽ tập trung ở nơi dưới mũi và trên môi. Và tiếp đó lúc này thì sẵn sàng với đề mục là hơi thở. Và chúng ta sẽ thực hành thiền Anapana, thiền đề mục hơi thở. Bắt đầu với hơi thở vào và hơi thở ra. Tốc độ hơi thở thì quý vị hãy thở một cách bình thường. Mình không có kiểm soát hơi thở. Đấy, để hơi thở không quá nhanh, không quá chậm. Để hơi thở một cách tự nhiên, một cách bình thường. If you like Chaitanupassana, Chaitanupassana means contemplating the mind. You can contemplate Chaitanupassana. If you like Vedananupassana, you can contemplate the contemplation of feeling, Vedananupassana. Nếu quý vị thích thực hành thiền quán tâm Chittanupassana với 13 loại tâm mà Ngài đã dạy ở phần số 1 ở những ngày giảng đầu tiên thì quý vị có thể thực hành thiền đó. Nếu quý vị muốn thực hành thiền quán thọ Vedananupassana với 3 loại cảm thọ, 5 loại cảm thọ hay 108 loại cảm thọ thì quý vị cũng thực hành với đối tượng quán cảm thọ tùy theo ý thích. Also, you can contemplate Kayanupassana, contemplating on the body, contemplating on the body. It is called Kayanupassana. Hoặc nếu không, nếu quý vị cảm thấy mình phù hợp, không phù hợp với quán thân, quán thọ, quán tâm, quán thọ thì mình có thể quán thân, Kayanupassana. By contemplating Kayanupassana, you can get the right, you can get real peacefulness. By contemplating Chaitanupassana, also you can get real peacefulness, you can attain Nibbana. By contemplating Vedananupassana or Dhammanupassana, also you can get real peacefulness or you can attain Nibbana. Okay, so, you can contemplate. Trong bốn loại thiền tứ niệm xứ, dù cho quý vị là quán thân, quán thọ, quán tâm hay quán pháp, dù là với quý vị quán với phương pháp nào thì mục đích cuối cùng của các pháp quán đó cũng khiến cho chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thực sự. Cho nên quý vị có thể tùy quán phương pháp nào phù hợp với bản thân để đạt được sự bình an thực sự và hạnh phúc thực sự. Okay, contemplating Chaitanupassana is very easy. There are consciousness, eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and idea of thinking, mano vinyana. They are chaita, they are consciousness, chaita. When chaita appear in your mind, you should contemplate. For example, now you are practicing inside meditation by contemplating Anapana. At the time,
You can hear, you can hear the sound, a very nice sound. At the time, you should contemplate that sound, ear consciousness. You should not follow to that sound. If you follow to that sound is very nice. At the time you feel angry, oh, very noisy. You feel angry. Okay. When you hear the sound, someone who singing the song, you hear. At the time, ear consciousness arise in your mind. You should not follow to the ear consciousness, because if you follow to the ear consciousness, oh, the sound is very sweet in my ear, like honey. At the time, lobha, greed appear in your mind. So not to appear lobha in your mind, you should not follow to the ear consciousness or the sound. You should contemplate rising and passing away, rising and passing away. Okay, very easy to contemplate. Whatever appear in your mind, you should be mindful and you should contemplate. Và như vậy thì với tứ niệm xứ thì chúng ta có quan tâm. Để quan tâm thì thực ra rất là dễ thôi. Ở đây chúng ta có 6 cơ quan giác quan tương ứng với cả 6 loại tâm hay là 6 thức. Chúng ta có nhãn thức, là thức ở nơi mắt, thức ở nơi tai, thức ở nơi mũi, thức ở nơi lưỡi, thức ở nơi thân, và ý thức của chúng ta. Thì dù thức nào sanh khởi thì chúng ta cũng quan sát đối tượng đó. Ví như quý vị đang thực hành thiền hơi thở Anapana mà quý vị nghe thấy một âm thanh nào đó ở phía bên ngoài kia, thì quý vị có thể thực hành quan sát với âm thanh đó. Thì để mà chúng ta có thể nghe được âm thanh đó thì nhĩ thức nó phải sanh khởi. Ví dụ như nhà hàng xóm đang có bật cái karaoke, cái âm nhạc rất là ầm ĩ, thì chúng ta để nghe được âm thanh đó thì chúng ta có nhĩ thức sanh khởi, có tai, có âm thanh và nhĩ thức sanh khởi. Thì nếu như chúng ta không có sự quan sát thì chúng ta sẽ rất là dễ nổi sân với âm thanh đó. Hay là có một cái âm thanh nào đó mà khả ái, mà dễ chịu, mà âm thanh quen thuộc với ta, ta hay thường nghe, thì có thể quý vị sẽ đắm đuối và theo đuổi cái âm thanh đó. Đó là quý vị đang để cho cái thức ở nơi tai của mình nó dẫn dắt, bởi vì âm thanh này nó giống như một loại mật ngọt, nó giúp, nó khiến cho chúng ta đắm đuối, say mê và theo đuổi nó. Thì để mà chúng ta nghe được những âm thanh đó thì phải có thức ở nơi tai, và đặc tính cái thức này nó sẽ sanh lên và diệt đi. Cho nên việc của chúng ta là không có để ý đến âm thanh đó, mà chúng ta sẽ để ý quan sát cái đặc tính sanh lên và diệt đi của thức ở nơi tai hay là nhĩ thức như vậy. Feeling, vedana also can arise in your mind. Pleasurable feeling, unpleasurable feeling and neutral feeling. Any feeling can appear in your mind. At the time also, should not follow to the feeling. For example,
If you feel good, it is a pleasurable feeling. If you follow to the pleasurable feeling, lobha can rise in your mind. Lobha is your enemy. If you feel unpleasurable feeling or painful feeling at the time, dosa, hatred, can rise in your mind. Dosa is also your enemy, not your friend, your enemy. So you don't let dosa appear in your mind. As soon as appear feeling in your mind, you should be mindful and you should contemplate. That feeling is not permanent, impermanent. Rising and passing away, rising and passing away. In this way, you can contemplate Vedana Nupassana. Và như vậy là chúng ta sẽ biết về quán thọ như sau. Cảm thọ nói hẹp thì có ba loại cảm thọ là thọ lạc, thọ khổ và phi khổ phi lạc. Thì thọ lạc là những thọ mà có đặc tính là dễ chịu. Nếu như có một cái loại thọ, cảm thọ nào sanh khởi, nó dễ chịu thì chúng ta hãy nhận biết, đừng có theo đuổi nó. Bởi vì ta theo đuổi nó thì tham nó sẽ theo đuổi ta. Mà tham nó là kẻ thù, thì quý vị có muốn cái kẻ thù này theo đuổi mình hay không? Rồi đối với một cảm thọ khổ là hay còn gọi là thọ khó chịu, thì thọ khó chịu này nếu ta cũng không có quan sát được nó mà ta cũng theo đuổi nó, đuổi ta muốn đuổi nó đi, thì cái sân này nó cũng sẽ theo đuổi ta, mà sân cũng là kẻ thù của ta. Cho nên là ta cần phải quan sát để kẻ thù này nó không theo đuổi ta nữa. Thì dù thọ nào nó sanh khởi đi chăng nữa thì ta cũng cần phải quan sát đặc tính sanh lên và diệt đi của các cảm thọ. Đó là cách mà chúng ta thực hiện hành thiền quán thọ. Okay, now you know how to practice meditation. So, shall we try to practice in remaining time? Shall we try to practice in the remaining time? Với phương pháp quán như vậy thì dù cho bất cứ đối tượng nào sanh khởi, quý vị hãy quan sát đặc tính sanh diệt của nó và hãy quan sát trong thời gian thiền.